Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh bao nhân đậu đỏ. Bánh bao nhân đậu đỏ này mềm mịn không khô, ngon lắm. Để ăn trưa, ăn sáng hoặc là ăn bữa lỡ cũng ngon lắm. Và cũng tiện cho người ăn chay nữa. Đầu tiên là mình đi làm nhân đậu đỏ nha. Đậu đỏ hôm nay mình làm là một phao là 454g nha. Đậu mình đem rửa 2-3 nước cho sạch rồi mình lựa bỏ đi mấy cái hột bị hư nha. Xong rồi mình ngâm đậu ở đây qua đêm hoặc là 12 tiếng đồng hồ nha. Và đây đậu của mình đã ngâm được 12 tiếng đồng hồ. Đậu đã mềm, mình bẻ ra được luôn nè. Đậu đã ngâm mềm rồi, bây giờ mình đem nấu nha. Mình bỏ nước vào đây cho ngập đậu khoảng 2-3cm. Trong thời gian nấu đậu, nếu có cạn nước thì mình có thể thêm vô nữa nha. Xong rồi mình đậy nắp lại, mình nấu ở đây 1-2 tiếng đồng hồ. Và đây đậu của mình đã nấu được 2 tiếng. Nó rất là mềm luôn nè các bạn. Rồi xong rồi bây giờ mình đem đi xay nha. Mình bỏ vào máy sinh tố mình xay cho nhuyễn. Mình bỏ lượng nước vô máy xay vừa thôi nha. Vì nhiều quá khi một chút mình nấu đậu thì nó sẽ lâu khô. Đậu đã xay xong rồi, mình sẽ bỏ vô cái lược mình lược lại cho nó mịn. Để cho đậu mềm mịn, mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh bột nếp nha. Và 2 muỗng canh nước luôn, mình khuấy lên cho nó tan rồi một chút mình nấu đậu đó. Mình bỏ vô cho đậu nó mềm mịn. Xong rồi bây giờ mình đi nấu đậu. Mình cho vào trong đậu 3 muỗng canh đường. Vì cái chảo hơi nhỏ đó, cho nên đậu mình chia ra mình nấu 2 lần nha. Và đây là nửa phần đậu nè. Mình cho vào đây 3 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bơ. Mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Và 2 muỗng canh bột nếp mình cho vào đây luôn nha. Xong rồi mình nấu đậu. Đầu tiên là mình dặn lửa hơi cao chút xíu nha. Một chút khi nó sôi bọt lên đó, rồi mình sẽ dặn lửa xuống nhỏ nhất. Và thời gian nấu đậu là 30 phút nha. Và đây mình đã nấu đậu được 10 phút rồi nè. Đậu nó đã khô là chút xíu và nó xuống màu chút xíu nữa. Và đây là 20 phút, đậu khô và đậu xuống màu đậm nhiều rồi. Nhưng mà mình sẽ xào thêm chút xíu nữa cho nó khô lại. Mình cho vào đây 1 muỗng canh bột coco. Xong rồi mình nấu thêm 5 phút nữa hoặc là đến khi nào nó khô lại nha. Và đây phần đậu của mình nó đã khô lại nữa rồi nè. Nó khô nó dẻo mà nó xuống màu đậm như vậy nè là được rồi đó nha. Để mình vò viên lại cho nó dễ đó, mình có thể để tủ lạnh một ngày cho nó lạnh nha. Rồi sau đó mình vò lại thì nó dễ lắm. Nhân đậu đỏ này nè, mình có thể làm cho bánh bao nè, rồi bánh ú nước cho hoặc là bánh mì ngọt nữa, ngon lắm. Hôm nay mình sẽ làm nhân bánh bao nha. Bánh bao hôm nay thì mình sẽ dùng bột pha sẵn. Hôm nay mình sẽ dùng 2 bọc bột này nha. Và mình sẽ pha theo trên gói chỉ dẫn á. Với 2 bọc bột thì mình cho vào đây 1 cup đường, 2 cup sữa tươi nha. Mình khuấy lên cho nó tan. Rồi trước khi mình nhồi bột, mình sẽ lấy ra đây 4 muỗng canh bột. Để một chút mình làm áo ngoài đó cho nó đừng bị dính á. Rồi mình bỏ sữa với đường mình khuấy tan rồi nè, mình bỏ vô.
mình vừa bỏ mình vừa trộn nha. Rồi xong rồi mình sẽ nhồi 15 phút. Sau khi mình nhồi được 15 phút rồi, mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Và mình nhồi thêm 5 phút nữa, hoặc là đến khi nào nó dính cục lại nha. Rồi mình sẽ ủ ở đây 1 tiếng đồng hồ. Sau khi bột ủ được 1 tiếng rồi đó, mình sẽ lấy ra mình nhồi lại chút xíu nữa, rồi mình mới nắn bánh bao nha. Mình nhồi xong rồi mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ. Mình chia ra, các bạn có thể nắn bao nhiêu cái cũng được nha. Theo như mình thì mình nắn cái to, thì một bọc bột này mình nắn được 7 cái. Mình làm 2 bọc thì mình nắn được 14 cái nha. Rồi mình cắn mỏng ra. Hôm nay mình sẽ nắn cái kiểu tròn, rồi mình sẽ làm hình cái bông nha. Mình nắn hình tròn thì rất là dễ. Rồi xong rồi mình sẽ làm hình cái bông nha. Mình sẽ lấy dây này nè, rồi mình sẽ nhúng vô trong dầu. Khi mình cột vô trong bánh á, một chút mình hấp ra thì mình gỡ ra nó không có dính với bánh nha. Thì cột thì rất là dễ, các bạn có thể nhìn theo cách mình cột nha. Và sợi dây mình đã thay dầu rồi đó, một chút mình hấp bánh lên đó. Bánh chín rồi mình gỡ ra thì dây nó không có dính bánh, thì bánh nó không có bị hư thì cái bông nó mới đẹp. Sau khi mình cột rồi thì mình sẽ cắt bỏ đi sợi dây nha. Rồi mình sẽ đem hấp, mà mình hấp thì khoảng 15 phút nha, vì nhưng đã chín rồi đó. Sau 15 phút thì bánh mình đã nở ra đẹp nè các bạn. Quá đẹp luôn. Giờ mình sẽ cắt dây mình gỡ ra lúc nó còn nóng nha. Vì nguội là dây nó sẽ dính vô trong bánh, khó gỡ ra lắm. Bánh ngon nhưng mềm dẻo, ngọt ngọt, thơm thơm, ngon lắm các bạn ơi. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy làm thử nha. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bây giờ mình xin chào, hẹn các bạn trong video lần sau.